cự cãi việc làm cống và nhổ chuối, em trai chĩa anh ruột tử vong tại nhà. Dùng sơn xịt lên mặt sân cỏ, chuyện bi hài của bóng đá Việt Nam. Hân hoan đón chào quý vị và các bạn đến với chương trình Chuyện Mỗi Ngày của Đài Phát Thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình Chuyện Mỗi Ngày. Điều đó có nghĩa là quý vị luôn có sự quan tâm đến những vấn đề đang xảy ra mỗi ngày trong cuộc sống của chúng ta. Quý vị thân mến, trong chuyến hành trình khám phá vùng đất Cần Thơ, chúng ta sẽ bắt gặp những người luôn giữ màu xanh tuyệt vời giữa dòng sông Hậu. Nơi mà chúng tôi muốn nhắc đến đó là Cồn Sơn, thưa quý vị. Nơi đây không chỉ là một điểm đến, mà còn là một tâm điểm của sự giao thoa giữa thiên nhiên hùng vĩ và con người tận tâm. Mỗi bước chân đặt lên đảo nhỏ này là một chuyến phiêu lưu khám phá văn hóa, lịch sử và đặc biệt là sự đoàn kết với môi trường. Tiêu chí xanh, sạch, đẹp không chỉ là một tiêu chí mà còn là sự cam kết bảo vệ và duy trì vẻ đẹp tự nhiên của Cồn Sơn. Rác được phân loại để đảm bảo vệ sinh môi trường. Vỏ trái cây được gom lại dùng làm phân hữu cơ. Đó là những gì ghi nhận được tại Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn, thành phố Cần Thơ đang thực hiện. Tôi sẽ dùng cái rác thải á, là cái rác bọc ni lông, tôi sẽ phân loại ra. Còn cái vỏ vú sữa này thì tôi sẽ gom lại làm phân hữu cơ. Là nhà tôi dùng như vậy á, là cây trái của mình nó tốt, cây lá nó xum xuê, mình không phải dùng phân hóa học. Cái du lịch xanh là cũng đứng hàng đầu luôn. Mình phải tạo cho cái thoáng, cho cái mở, cái xanh và cái xu hướng của cái thời đại bây giờ. Ví dụ như đến đây là qua mình sẽ ít thôi, nhưng mà mình trồng những cái cây xanh hoặc là những cái cây trái để cho cái khung cảnh của mình nó mát mẻ, nhìn cho du khách nhìn mát mắt. Hàng năm thì bên Thuận sẽ có tổ chức ra những một cái sự kiện như là thu gom rác, thu gom chai nhựa kết hợp thành thuyền. Đó thì nhờ những cái sự kiện như vậy thì sẽ thu hút khách du lịch đến Cồn Sơn hơn. Dịp Tết sắp tới thì Thuận cũng như là đội ngũ hướng dẫn viên và bà con hợp tác xã tại nơi đây tạo ra nhiều cái sự kiện như là xây dựng những cái vườn hoa, vườn mai và có thể là tạo ra một cái môi trường xanh sạch đẹp để thu hút khách du lịch, để cho Hợp tác xã Du lịch Nông nghiệp Cồn Sơn ngày càng phát triển và bền vững. Chương trình Chuyện Mỗi Ngày sẽ tiếp tục với những sự việc đáng chú ý về tình hình an ninh phố phường trong cụm tin hôm nay có gì. Tòa án Nhân dân thành phố Cần Thơ xử sơ thẩm đã tuyên phạt Phan Bảo Quốc 13 năm tù về tội sát hại người khác. Nguyên nhân vụ án từ việc bị cáo nợ bị hại 2,1 triệu tiền mua số đề. Ngoài ra, tòa cũng công nhận thỏa thuận về việc bị cáo đồng ý bồi thường cho gia đình bị hại 520 triệu, bao gồm tiền mai táng, tổn thất tinh thần và cấp dưỡng nuôi một người con của bị hại. Theo cáo trạng, khoảng tháng 10 2017, Quốc biết anh LVBN là người cùng xóm, bán số đề thắng thua bằng tiền nên hàng ngày Quốc mua số đề do anh N bán. Đến tháng 6 2019, Quốc còn nợ tiền mua số đề của anh N là 2,1 triệu, nên anh N hay chặn đường Quốc để đòi tiền. Quốc nhiều lần hứa hẹn nhưng không trả. Vào khoảng 18h35 phút ngày 4 tháng 6, sau khi ra đồng thăm ruộng lúa, Quốc chạy xe máy về nhà. Trên xe, Quốc để một cây kéo dùng để diệt ốc bưu vàng ăn lúa. Khi Quốc chạy xe ngang qua nhà của anh N đang đứng nhìn ra ngoài đường thấy Quốc, nên ra chặn đầu xe của Quốc để đòi tiền nợ mua số đề trước đây. Lúc này Quốc dừng xe và nói chưa có tiền trả, hẹn trả sau. Tuy nhiên anh N không đồng ý, chửi và dùng tay đánh vào mặt của Quốc. Quốc xuống xe thì anh N tiếp tục dùng tay, chân đánh, đá liên tiếp vào người của Quốc. Quốc bị đánh nên cầm kéo tấn công liên tiếp 14 nhát vào người anh N. Cùng lúc có người đi ngang qua đã can ngăn, Quốc cầm kéo chạy bộ về nhà. Anh N được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi vào viện. Quốc đến công an đầu thú. Theo giám định, anh N tử vong do sốc mất máu cấp, sau đứt thủng đa nội tạng. Công an Cảnh sát điều tra Công an quận Hoàn Kiếm, Hà Nội vừa bắt tạm giam Đỗ Văn Quý, sinh năm 2001, trú tại huyện Thanh Oai, Hà Nội, Nguyễn Văn Thái, sinh năm 2005, trú tại huyện Hương Hàm, tỉnh Thái Bình, và Vũ Tiến Sáng, sinh năm 1991, trú tại Hà Nội, về hành vi làm giả tài liệu, con dấu của cơ quan tổ chức. Cơ quan điều tra làm rõ Đỗ Văn Quý là đối tượng có khả năng giả chữ ký giống y như thật, nên đối tượng đã nảy sinh ý định làm giấy tờ giả để kiếm tiền.
Quý xây dựng một mạng lưới cộng tác viên chuyên đăng thông tin làm các loại giấy tờ, căn cước công dân, sổ đăng kiểm, chứng nhận đăng ký xe mô tô, thậm chí cả sổ đỏ trong các hội nhóm kín trên mạng xã hội. Trong đó thuê Nguyễn Văn Thái là người có nhiệm vụ đi giao giấy tờ giả cho khách. Sau một thời gian theo dõi, trinh sát đã bắt quả tang đối tượng Thái đang đi giao 6 bộ giấy tờ giả cho khách. Từ lời khai của Thái, Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ Đỗ Văn Quý cùng Vũ Tiến Sáng. Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên bị cáo Nguyễn Đức Trung, 31 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Phúc, cựu cán bộ công tác tại đội tham mưu thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Vĩnh Phúc, 20 năm tù về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản. Theo cáo buộc, năm 2019, bị can Nguyễn Đức Trung bị thúc ép trả nợ nên đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Sau khi chuẩn bị súng đạn cao su và một số công cụ phạm tội, Trung chọn địa điểm là khu đô thị Việt Hưng và khu đô thị Vinhome thuộc phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội để trộm cắp tài sản nhưng không thành. Khi không trộm cắp được, Trung nảy sinh ý định bắt cóc trẻ em để tống tiền. Chiều ngày 14 tháng 8 2023, Trung điều khiển xe ô tô đi đến một số nhà trong khu đô thị Việt Hưng thì thấy cháu NHB, sinh năm 2016, đang đi xe đạp một mình. Trung đã bắt cháu B lên xe ô tô và dùng dây trói tay người cháu B vào ghế phụ phía trên của xe. Sau khi hỏi cháu B biết được số điện thoại của chị DHH là mẹ cháu B, Trung đã gọi điện thoại cho chị H đe dọa và đòi 15 tỷ đồng tiền chuộc bé trai. Do gia đình của chị H chuẩn bị được tổng là hơn 13 tỷ đồng, 6 tỷ đồng và 300.000 đô la, nên chị H xin Trung cho trả số tiền trên và bị can đồng ý. Theo yêu cầu của Trung, chị H để tiền trong túi xách màu đen rồi mang lên xe ô tô của chị và lái xe ô tô theo chỉ dẫn của Trung đến đường gom gần khu công nghiệp Đồng Văn, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Đến nơi, chị H xuống xe ô tô và mang theo túi tiền để xuống dưới đất. Trung lấy túi tiền rồi thả cháu B ra và lái xe bỏ trốn thì bị tổ công tác của Công an thành phố Hà Nội phát hiện, bắt giữ cùng vật chứng. Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt giữ bác sĩ Nguyễn Hữu Chương, khoa khám bệnh hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Tâm thần Đắk Lắk liên quan đến hành vi nhận tiền của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân để cấp số điều trị ngoại trú và hưởng trợ cấp hàng tháng. Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an cũng đưa ông Lại Thái Công, trưởng khoa khám bệnh hồi sức cấp cứu về trụ sở công an làm việc với lý do ban đầu là người đứng đầu, chịu trách nhiệm chính mọi hoạt động của khoa khám bệnh hồi sức cấp cứu. Theo báo cáo của Bệnh viện Tâm thần tỉnh Đắk Lắk, vào khoảng 12 giờ 55 phút ngày 27 tháng 12, ông Nguyễn Hữu Chương bị Công an Kinh tế tỉnh Đắk Lắk bắt quả tang khi đang nhận tiền của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân đến khám bệnh tâm thần để được cấp sổ điều trị ngoại trú và hưởng trợ cấp hàng tháng. Hiện cơ quan công an vẫn đang tiếp tục làm việc với ban lãnh đạo bệnh viện và những cá nhân khác có liên quan. Câu chuyện của tiểu mục Chịu Sao Cho Nổi ngày hôm nay có liên quan đến bộ môn thể thao vua. Thưa quý vị, bóng đá Việt Nam vốn được ví là nguồn sự kiện bất tận, lại có chuyện để xôn xao. Đó là chuyện trước trận đấu giữa Sana Khánh Hòa và Sông Lam Nghệ An. Ban tổ chức sân 19 tháng 8 của câu lạc bộ Khánh Hòa dùng sơn xịt màu xanh, xịt lên mặt sân cỏ. Vấn đề được làm sáng tỏ khi đại diện Sở Văn hóa Thể thao tỉnh Khánh Hòa nói rằng đây không phải việc làm để đối phó. Đúng là trên thực tế, điều kiện thời tiết ở địa phương này những ngày qua không tốt, mưa nhiều, lại có trận đấu trước đó ít ngày là trận đấu giữa Khánh Hòa gặp Công an Hà Nội. Tuy nhiên, liệu có thể chấp nhận cách giải thích đó hay không? Vấn đề đáng nói hơn nữa, như vị đại diện Sở Văn hóa Thể thao tỉnh là Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Thi đấu Thể thao, đơn vị quản lý sân, thì chính giám sát trận đấu là người đề nghị dùng sơn xịt lên một vài chỗ để có hình ảnh đẹp khi truyền hình trực tiếp. Dạ, vâng ạ. Với mong muốn để những hình ảnh đẹp nhất của giải đấu được quảng bá, thì mục đích của lời đề nghị và hành động là không sai. Thế nhưng, ở những góc độ khác, chuyện này đang được xếp vào vị trí của những vấn đề chỉ có bóng đá Việt Nam mới có, nghĩa là không giống ai cả, nghĩa là quan tâm đến hình thức hơn là sự an toàn của các cầu thủ. Không chỉ xịt sơn lên mặt cỏ, chưa nói đến chuyện có phải một vài chỗ hay không, do mặt sân lồi lõm, ban tổ chức sân còn lấy các phù sa để lắp vào và dù được cho máy lưu để mặt sân bằng phẳng, ai có thể đảm bảo đó là điều kiện an toàn cho các cầu thủ khi thi đấu? Rồi xịt sơn lên mặt cỏ, thật vốn được đảm bảo là chăm sóc tốt nhất. Liệu cỏ có sống được sau khi phục vụ trận đấu? Chuyện sân bãi với bóng đá Việt Nam được nói nhiều trong những năm qua, với những sân bị bỏ hoang vì đội bóng địa phương không còn tồn tại, xuống cấp
hoặc không có sự đầu tư đúng mức vào bóng đá cho xứng tầm với hai chữ chuyên nghiệp. Trong quy chế bóng đá chuyên nghiệp của VFF, vấn đề sân bãi được ghi rõ với một trong những yêu cầu như sau. Mặt sân cỏ tự nhiên hoặc sân cỏ nhân tạo phải đáp ứng được các quy định về chất lượng của FIFA. Đối với sân cỏ tự nhiên, mặt cỏ phải có màu xanh lá cây, cỏ phủ đều, được lưu phẳng và mịn. Trước ngày thi đấu phải cắt cỏ theo quy định, phải tưới nước lên cỏ trên mặt sân nếu thời tiết nắng và phải hoàn thành 3 tiếng trước giờ bóng lăn. Quy định là vậy nhưng khó thực hiện. Tất nhiên vì những điều kiện khách quan có thể du di, nhưng cách làm chủ quan chỉ càng khiến hình ảnh giải đấu xấu đi chứ không đẹp hơn. Nghi vấn nhiều vụ trộm xe máy tại thành phố Hồ Chí Minh do cùng một nhóm người thực hiện. Trong phần cuối chương trình, cùng trải nghiệm thú vị ở quán cà phê mèo đốn tìm giới trẻ Hà Thành. Không chỉ đóng giả xe ôm mà nhiều đối tượng hiện nay còn hóa trang là nhân viên giao hàng để thực hiện hành vi trộm cắp xe. Mọi người cần đề cao cảnh giác, tình huống sau là một ví dụ. Vụ việc xảy ra tại khu vực phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Qua dữ liệu camera an ninh cho thấy, trước một căn nhà gần mặt đường có chiếc xe đang được dựng. Ngay sau đó, một đối tượng nam khoác áo nhân viên giao hàng đi tới. Tên này tiếp cận, chỉ với vài thao tác cơ bản đã leo lên xe, chạy đi mất. Những năm trở lại đây, chơi chim cảnh đã trở thành thú chơi tào nhã đối với người dân. Nhiều người sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để sắm lồng nuôi chim. Nhưng thời gian qua, chim cảnh đang dần trở thành miếng mồi ngon của bọn trộm cắp. Mời quý vị cùng theo dõi. Chỉ cần sơ hở, các đạo chích sẽ luôn dò ngó bất kể thứ gì. Theo diễn biến camera sau tại Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, phát hiện trước ngôi nhà có treo lồng chim cảnh, một đối tượng nam đã dừng xe lại, thản nhiên đi tới xách lồng chim, rồi leo lên xe chạy đi mất. Đáng nói khi kẻ trộm tới, chú chó lại vẫy đuôi vui mừng. Đến lúc chủ nhà đi ra thì mọi thứ đã quá trễ. Mới đây, tiểu mục Tai Mắt Phố Phường vừa ghi nhận được sự việc nghi vấn nhiều vụ trộm xe máy tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh do cùng một nhóm người thực hiện. Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến sự việc. Trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua liên tục xảy ra các vụ trộm xe máy. Theo camera ghi lại, có hai thanh niên chở nhau bằng xe máy trên đường 26 phường Long Thạnh Mỹ thì phát hiện một dãy nhà trọ đang mở cửa nên dừng xe lại. Người ngồi sau vào bẻ khóa trộm một chiếc xe máy rồi tẩu thoát. Cũng tại phường Long Thạnh Mỹ, hơn một tiếng sau, tại nhà trọ trên đường Nguyễn Văn Tăng xuất hiện một thanh niên trộm một chiếc xe khác. Một ngày sau đó, tại dãy trọ trên quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước lại xuất hiện tên trộm bẻ khóa lấy đi chiếc xe máy. Đáng nói, hình ảnh từ camera cho thấy đối tượng bẻ khóa hai chiếc xe có hình dáng trang phục giống nhau, nghi là do một nhóm thực hiện. Hiện vụ việc đang được công an điều tra. Một tình huống hy hữu khác thưa quý vị. Một con bò được thả rông bất ngờ lao vào bên trong cửa tiệm cắt tóc. Nhân viên cùng khách hàng vội vàng bỏ chạy. Mời quý vị cùng theo dõi diễn biến. Theo hình ảnh được camera an ninh ghi lại cho thấy, thời điểm này, trong tiệm có hai người, gồm một nhân viên và một nam khách hàng. Từ phía cửa, một con bò thả rông bất ngờ chạy thẳng vào bên trong. Chứng kiến sự việc, hai người ngỡ ngàng trong giây lát rồi lập tức bỏ chạy. Sau khi vào, con bò đi xung quanh liên tục trượt ngã, làm hư hỏng nhiều vật dụng và đồ đạc. Sau khoảng một phút, con vật tiến ra phía cửa và rời đi. Vụ việc đã tạo tình huống dở khóc dở cười. Bên cạnh đó, nhiều người cũng cho rằng việc thả rông trâu bò là vô cùng nguy hiểm. Không ít vụ việc đã gây ra hậu quả thương tâm. Quý vị thân mến, ấp ủ có cửa hàng của riêng mình từ khi lên đại học. Chị Hải Yến ở quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã quyết tâm mở quán cà phê mèo. Nơi đây là địa điểm yêu thích, thư giãn lý tưởng của những sen yêu thích mèo tại Hà Nội.
Trong tiểu mục Cửa sổ hạnh phúc hôm nay, mời quý vị cùng khám phá quán cà phê mèo siêu đáng yêu của cô gái Hà Thành này. Chú mèo Anh lông ngắn Justin mũm mĩm được nhập khẩu từ nước Nga với giá 3.000 USD. Vẻ ngoài đáng yêu của bé mèo này khiến bất cứ khách hàng nào cũng mê mệt. Đến quán cà phê này, khách hàng sẽ thỏa thích ngắm, vuốt ve và được phục vụ tận tình bởi 13 nhân viên mèo dễ thương. Để bắt đầu được mô hình này, chị Hải Yến đã dành thời gian dài để ấp ủ và chuẩn bị, trong đó việc chăm sóc sức khỏe cho các nhân viên bốn chân. Cũng đã được trải qua 2 năm chăm sóc các bé rồi. Nên là đối với ở đây thì mình cũng có bác sĩ riêng. Hàng tháng các bạn ấy sẽ qua để kiểm tra. Còn bình thường hàng ngày thì bên mình cũng sẽ update. Nếu có vấn đề gì xảy ra cũng sẽ update và bạn cũng sẽ chạy qua đây để chăm sóc được. Các bé sẽ được khám định kỳ theo tháng. Còn những cái trường hợp khẩn cấp, ví dụ như thay đổi thời tiết một chút hay là bé nào bị nấm chẳng hạn, thì bên mình cũng sẽ tự xử lý được. Hiện tại ở quán đang có 13 bạn mèo, chủ yếu là giống mèo Anh lông ngắn và lông dài. Các bé mèo phần lớn được nhập từ Nga và có một số bé được sinh sản tại Việt Nam. Các chú mèo ở đây có không gian rộng rãi và thoải mái để vui chơi tại quán. Ngoài ra, chỗ ngủ và khu vực vệ sinh cũng được lắp đặt, thiết kế riêng. Chế độ ăn của các bé mèo là thực phẩm dạng tươi sống và hạt xen kẽ. Điều đầu tiên nên mình lưu ý và chú ý đào tạo nhân viên đầu tiên chính là vệ sinh của các bé. Thì việc là các bé đi vệ sinh xong thì phải xử lý luôn này, cuối ca, và tiếp nhận ca các bạn cũng phải giao ca cả phần vệ sinh nữa, kiểm soát mùi để cho tất cả mọi người, kể cả những người không yêu mèo, thì họ cũng cảm thấy dễ chịu ở trong một không gian như vậy. Quán luôn chào đón tất cả khách hàng, không giới hạn về độ tuổi, từ những bạn trẻ yêu mèo cho tới các bạn nhỏ. Ngoài ra, khách hàng còn có thể thoải mái đưa bé mèo của mình tới giao lưu, vui chơi tại cửa hàng. Tuy nhiên, chủ thú cưng cần đảm bảo sức khỏe bé mèo của mình để không lây nhiễm bệnh cho các bé mèo khác cũng như khách hàng của quán. Mình cảm thấy khá là thích bởi vì là ở đây cảm giác không gian nó thoáng, đấy cô đẹp mèo rất là đáng yêu ạ. Tuy nhiên là nhiều em khá là đanh đá. Mình rất ấn tượng với em bé mèo, em khá là nhút nhát nhưng mà cực đáng yêu luôn. Lần tới mình sẽ rủ thêm nhiều bạn đến nữa. Vừa nhâm nhi uống cà phê, vừa chơi đùa vuốt ve với các bé mèo, cả hai thú vui này đã được chị Hải Yến tích hợp trong một quán cà phê đặc biệt tại thủ đô Hà Nội và thu hút được rất nhiều người yêu thú cưng đến trải nghiệm. Vâng, đây chắc chắn sẽ là địa điểm lý tưởng cho các bạn trẻ, đặc biệt là những ai yêu quý thú cưng. Và thưa quý vị khán giả, câu chuyện thú vị này cũng đã khép lời thời lượng của chương trình Chuyện Mỗi Ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này vào 6 giờ 30 và phát lại lúc 16 giờ trên kênh BBTV1. Đồng thời chương trình cũng được phát trên BBTV2 lúc 7 giờ 30 và phát lại lúc 18 giờ Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại. Để được cập nhật tin tức mới nhất,